Anh chào em nhé. Bây giờ thì anh sẽ tư vấn cho em chiếc ThinkPad X1 Carbon Gen 7 này. Đầu tiên là máy này anh mua cho bậc phụ huynh đúng không? Phụ huynh thôi. Thứ nhất anh giới thiệu qua, đây là dòng X thì nó là dòng Ultrabook mỏng nhẹ. Con này thực tế thì trọng lượng nó chỉ có 1,1 kg thôi. Phân khúc màn hình 14 inch thì nó vẫn là cái phân khúc mỏng và nhẹ nhất. Màn hình nó có thể gửi thế này luôn. Ở thời điểm ra mắt một phiên bản này, nếu có giá bán bóc siêu nó khoảng gần 30 triệu. Thì bây giờ giá của nó chỉ hơn chục một tí này em mua được rồi. Ưu điểm là mỏng nhẹ và đặc biệt là chất lượng màn của nó rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy viền màn hình nó cực mỏng này. Thời lượng pin sẽ duy trì từ khoảng 7 đến 9 tiếng tùy vào cái độ sáng của màn hình. Và màn hình của nó tỷ lệ bao phủ màu là 100%. Còn phiên bản của em đây đang có là phiên bản i5 RAM 16GB. Lưu ý với mọi người thì dòng ThinkPad X1 Carbon nó sẽ không cho phép nâng RAM. Chính vì thế cái bản 16GB là option cao nhất của dòng máy này. Và chất lượng phím này em có thể dùng thử này. ThinkPad thì đặc biệt là dân anh em kỹ thuật này, dân kinh doanh này, anh em lập trình thì rất là thích. Bởi chất lượng bàn phím của nó thì bấm nó vô cùng tuyệt vời luôn. Con này có cả bảo mật vân tay, cả camera nhận diện khuôn mặt nhé. Có nghĩa là mình sẽ mở bằng camera IR trên máy. Các cổng của nó thì mặc dù là dòng này rất là mỏng nhưng mà mọi người có thể thấy này, đây, nó sẽ trang bị hết các cổng đầy đủ luôn. Đây là cổng sạc, vẫn là sạc công nghệ sạc Type-C, nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh này. Với cổng thu 3 này. Ở đây chúng ta sẽ thêm có cổng HDMI và cổng USB truyền thống để các bạn có thể cắm này. Và bên này thì các bạn phím ở đây, phím bật nguồn sẽ được tích hợp bên này các bạn nhé. Chỗ đây này, cổng USB và đây là cái hốc tản nhiệt của máy này. Mặc dù nó rất mỏng như này vẫn đạt được tiêu chuẩn độ bền quân sự là STD 80G. 16GB RAM thì có thể loát được khoảng 34 ứng dụng trên màn hình mà vẫn đủ RAM để dùng. Bây giờ thì anh sẽ review thêm cái phần về kỹ thuật test máy các thứ đấy, em có thể xem trên kênh của anh nhé. Bây giờ mọi người có thể xem máy. Các bạn dùng máy thì cũng chú ý nhá. Đây là mình mở máy để xem nội tạng bên trong. Bên dưới thì nó có một cái lớp sơn như này. Nhưng mà nhiều khi chúng ta để trên mặt phẳng mà không để ý thì rất dễ là chảy xước lớp sơn này, nó sẽ xấu. Các bạn tốt nhất là khi để trên bàn thì lên lau một lượt xem có những cái gì không. Và để cách ra thì nó sẽ không chảy xước sơn, máy chúng ta sẽ đẹp. Và chú ý đấy, con tu vít này là bọt ốc của Lenovo rất là thông minh. Chúng ta không cần phải mở ra hết đâu, nó sẽ có một cái răng ở giữ ốc. Này, các bạn đã thấy là mình đã mở hết ra hết rồi này. Hai cái hốc này là tản loa này, hút không khí vào này, tản hơi nóng ra đây này. Và thông số kỹ thuật của chiếc máy nó sẽ ở đây. Còn đây là tem Windows bản quyền các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhẹ nhàng mở nó ra. À, rất là đơn giản này. Các bạn sẽ thấy ở đây nó bằng Mazue, rất là nhẹ luôn. Nhẹ nhưng mà vẫn chắc chắn nhá. Và đây chúng ta sẽ có một lớp băng dính để cách điện này. Đây các bạn sẽ thấy nội tạng bên trong của chiếc Lenovo này họ làm này. Có pin đây chúng ta sẽ thấy rất là to. Đây các bạn sẽ thấy dung lượng của pin nó ở đây này. Nguồn cấp đó là 15,3V và dung lượng của pin nó là 3230mAh này. Đây là hai cái loa các bạn này, toàn bộ bo mạch của nó đây. Đây là CPU. Các bạn sẽ thấy là băng dính nó dán đều cách điện rất là cẩn thận luôn. Và đây chúng ta sẽ thấy là hai cái cắm ổ cứng M2 này với tính năng chạy RAID các anh em nhé. Còn đây là chuẩn ngắn này, 2240 này, M2 này. Và chắc chắn với các bạn thì nó chạy LVMe rồi. Còn dung lượng của ổ cứng này là 256GB. Các bạn sẽ thấy là ở đây Wi-Fi cũng được hàn trực tiếp trên bo main này. Nó hàn trực tiếp trên main luôn này. Con này chắc chắn là Wi-Fi 6 rồi. Wi-Fi 6 bây giờ dùng rất là nhanh. Đây là cáp này, cáp màn hình này. Ở đây mình chưa xác định là cáp màn hình ở đây, hai cái cáp này, cái là cáp gì này. Các bạn chú ý đến chiếc máy sẽ cho phép các bạn chỉ nâng cấp duy nhất chỉ ổ cứng thôi. CPU được gắn chết trên main và chúng ta sẽ không nâng cấp được thêm cả màn hình rời. Và chú ý các bạn, kể cả RAM cũng được onboard trực tiếp trên bo main, sẽ không có khả năng nâng cấp RAM các bạn nhé. Còn option của mình hôm nay đó là option RAM 16GB. Các bạn sẽ thấy là chi tiết đây là 4 cái lỗ nhỏ này. Đây là 4 cái mic các bạn ạ, 1, 2 này, 3, 4 này. Chúng ta để ý kỹ mới thấy nhé. Đây này, đó, để nó thu mic chúng ta tốt hơn. Bây giờ thì tớ sẽ active chiếc máy này ra. Cầm mà nó nhẹ bộp anh ạ. Cầm một tay thoải mái luôn, các bạn cầm hoàn toàn một tay được. Và trên phiên bản màn hình 4K của nó sẽ có một lớp carbon. Còn nếu mà trên phiên bản màn full thì sẽ không có carbon các bạn nhé. Lưu ý các bạn thì phiên bản màn hình này sẽ đẩy lên độ sáng đó là 400 nit các bạn ạ. Tớ đang test ổ cứng này. Các bạn sẽ thấy là tốc độ ổ cứng của nó cực kỳ khủng. Lên đến hơn 3GB một giây. Xem là ổ cứng của hãng nào này. Chúng ta vào đây. Và lại có mở máy ra nhưng mà nó lại không build tên nên mình không biết là của hãng nào. À, của Toshiba các bạn ạ. Đây này, nó ghi rõ Toshiba 256GB này. Con này chắc chắn dùng Wi-Fi 6 này. Con này để dùng AC9560.
chưa được là Wi-Fi 6 các bạn ạ. Với băng tầng con này thì 5G HZ để dùng cũng được, nhưng chưa phải là Wi-Fi đỉnh nhất. Cho các bạn xem cấu hình của chiếc máy nhé. Cái bàn phím nó gõ sướng thế. Đây, các bạn sẽ thấy này. Máy trang bị CPU Core i7-10510U 1.808 CPU, 16GB RAM. Các bạn lưu ý đây, con chip này nó mới là Comet Lake chứ chưa phải là Ice Lake. Với Comet Lake thì tiến trình sản xuất chip nó vẫn là 14 nanomet chứ không phải là 10 nanomet. Con này chưa phải là chip thế hệ 10 mới nhất. Màn hình của nó này 1920x1080 60Hz các bạn nhé. Độ sáng màn hình đó là 400 nit. Đây ổ cứng này, các bạn sẽ thấy là tốc độ đọc của nó là 3.1GB và tốc độ ghi của nó là 1.6GB một giây các bạn ạ. Nói chung với tốc độ như này cũng được gọi là khủng rồi. Bây giờ tớ sẽ thử test con CPU này nó chạy này. Xem CPU thế hệ thứ 10 có thực sự nó ấn tượng hay không. Các bạn lưu ý cả CPU và GPU sẽ onboard trực tiếp trên bo main và chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Ở đây máy sử dụng dòng card màn hình rời. À xin lỗi các bạn, là máy sử dụng và card màn hình on và chúng ta sẽ không nâng cấp được cả màn hình rời các bạn nhé. Nó là UHD Graphics 620. Nếu yêu cầu máy phải khởi động lại, nhưng vừa nãy thì mình chưa khởi động lại. Khởi động lại nó sẽ nhận là UHD Graphics 620 các bạn ạ. Mình xem máy nó chạy chuẩn RAM gì này. Memory này. Máy sử dụng chuẩn RAM ở đây, boot của nó là 2133 các bạn ạ. Đây các bạn sẽ nhìn này. Nó là 2133 các bạn nhá. Và đây mình xem thông số thì của nó đó là LDPR3 chứ không phải là LDPR4 bạn ạ. Có lẽ là như này để tiết kiệm pin hơn. Đây boot của nó này, 2133 này. Chúng ta sẽ có một điểm số rất ấn tượng này, 538 CB này. Vâng thưa các bạn, ở đây mình đang test các màn hình đó là UHD Graphics các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ chạy là đồ họa mô phỏng này. Mặc dù đây là card đồ họa on nhưng vẫn có thể đủ khả năng để xử lý. Bởi vì với chip dòng thế hệ 10 thì cải tiến tương đối là tốt. Đây, các bạn sẽ thấy là hệ thống quạt làm mát của nó cực kỳ êm ái. Thực tế thì đây là thế hệ lăng chip gọi là cộng một chút so với thế hệ thứ 8 thôi. Còn nó về chip nó là Ice Lake thì mới là ngon lành hẳn. Với 10 tiến trình sản xuất chip đó là 10 nanomet. Không hiểu sao thì Intel nó lại ra một chút như này, xong ra phát là thế hệ tiến trình sản xuất 10 nanomet luôn. Các bạn sẽ thấy điểm số của nó là 46.77 FPS các bạn ạ. Điểm số này vừa đủ để chúng ta dùng các công việc đồ họa cơ bản, cắt ghép video rồi chỉnh sửa Photoshop, AutoCAD và các phần mềm cơ bản về đồ họa là dùng là ok. Việc máy không được trang bị card đồ họa rời chính vì thế là chúng ta sẽ không có thể làm đồ họa nặng được các bạn nhé. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ test cái màn hình này và âm thanh của chiếc máy luôn nhá các bạn nhá. Việc được trang bị âm thanh đó là Dubai Atmos sẽ nghe, chúng ta nghe sẽ rất là hay. Mặc dù chiếc máy của chúng ta trọng lượng nó chỉ 1.1 kg. Bây giờ mình sẽ bật thử các bạn lắng nghe này. Các bạn có thể thấy là trong cái phòng hơn 20m của mình nghe rất là rõ và âm bass thì mình nghe khá là chắc. Nói chung là đủ âm lượng để chúng ta nghe mà không cần phải cắm tai phone. Còn với màn hình Full HD IPS thì góc nhìn các bạn sẽ thử luôn này. Góc nhìn của máy sẽ là 178 độ các bạn nhé. Viền barrier màn hình rất là mỏng luôn này. Mình sẽ cho âm thanh nhỏ xuống một chút. Các bạn ơi, màn hình của máy với màn hình 14 inch và độ phân giải là 1080p. Tỷ lệ phủ màu của nó đạt 104% sRGB các bạn nhé, 109% để chính xác hơn.
Trong khi đó thì phiên bản màn hình 4K nó sẽ đạt là 144% sRGB. Nói chung màn hình này thì chắc có lẽ là không chê được vào đâu. Và độ sáng của phiên bản chúng ta đang có nó đạt 400 nit các bạn ạ. Nói chung cả màn hình và âm thanh chiếc máy có lẽ là cho điểm 10 luôn, không chê được vào đâu. Với tỷ lệ phủ màu cao, với ở đây các bạn sẽ thấy là nó tái tạo màu cực kỳ chuẩn xác. Nghe to lần nữa sướng này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh nghệ của TND bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.